Xin chào anh em, mình xin giới thiệu đến anh em một con đầu táp của Akai, có model là GXC730D. Model của nó này anh em này, Akai Classic Tan Ferrite High-End GXC730D Auto Revert G-Cocker. G-Cocker có nghĩa là con này là ghi thông xóa tốt đấy anh em. Sitrel cassette deck. Đây là một model mình ship từ Nhật về anh em nhé. Đẹp xuất sắc. Zin nguyên bản, nội thất vàng óng luôn. Auto vớt 2 chiều. Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử này. Mình power này, lên nguồn này. Nó có hai đồng hồ VU. Hai cái volume này là khi anh em chơi dề qua đây là nó tăng to nhỏ, và ngoài ra nó còn một cái nút output to nhỏ của tổng, và đây là hiệu ứng âm thanh, và đây là có anh em nghe qua con dề nó có mạch đôn bài nghe rất hay nhá. Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử băng dây trước. Con này là một model rất là cao cấp, và anh em có thể ghép cùng với những cái đầu băng cối 630, 635D, nó rất đồng size luôn. Bắt đầu mình tua đi này anh em này. Anh em nhìn cái đấy, tua đi chạy cơ rất khỏe. Và đây là công tơ mét của nó này anh em này. Bây giờ mình sẽ phát chiều đi cho anh em nghe thử nhá. Bắt đầu chiều đi này. Nó có hai đồng hồ VU này anh em này. Tốp lại này và bắt đầu tua về này, anh em nhìn tua về chưa, cứ rất khỏe. Và bắt đầu mình chạy chiều về này, chiều về thì cái nó hiển thị cái đèn đây, và chiều đi nó hiển thị cái đèn đây. Vỏ gỗ là rất đẹp anh em nhé. Vỏ gỗ là rất đẹp luôn. Và đây là nó có đường, một đường ao ra và một đường in vào. In vào thì mình đang cắm điện thoại, tí mình test cả con dè cho anh em nghe thử. Con này của mình là điện đa cầu anh em nhé. Điện của nó là từ 100, 120 và 240V. Mình đang chơi ở cầu điện 220V anh em nhé. Sản xuất tại Japan, đẹp xuất sắc. Giá mình đang bán con này là 15 triệu. Giá tốt nhất toàn quốc rồi, mà con này ship từ cận Nhật về. Bắt đầu mình dừng lại này. Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử con dè. Mình đang kết nối từ máy tính. Trước khi kết nối làm con dè thì anh em để nguyên cái băng này, anh em ấn pause xe lại. Đấy. Và anh em ấn rách lại nhá, mượn con nút rách của nó này, đấy là cái đèn rách này nó sáng, và mình phát từ máy tính này anh em này. Thank you.
Đó là toàn phần mình vừa test cho anh em nghe thử qua cái chất âm của con Akai 730D. Anh em nào yêu sản phẩm này thì alo cho mình. Giá là mình đang bán là 15 triệu. Phiên bản của mình là phiên bản đa cầu. Anh em nào kết con này alo trực tiếp cho Hà Nội Hải Phòng. Đến với kênh của mình cho mình xin muốn đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.